Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming Minh nha. Và Duy Khải chúng em xem video vui vẻ mời. Video này thì tiếp tục liên đấu nha mọi người. Tiếp tục liên đấu. Biết gặp ai đây. Rồi, đợi trong giá lát anh em ơi. Vô. Quá đẹp. Thánh hài lúa nữa nha anh em. Đại chim hờ thành, đại lý hay tương dương, lửa chẳng loạn thành đôi. Người ơi, giờ này em ở đâu? Từ phong lãng ta tìm được người thương phú đã gặp nàng. Xứng lòng cầu vội phi về gian tớn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu. Cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sông to vẫn đầy trời cát tinh. Ô, gặp thiên trang. Sao thương khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia. Nơi ta đã tìm nàng, ta quyết sẽ gặp nàng. Dẫu cho thương hôm nay phải nát tan. Có thành đại chiến. Nhưng bao sông to vẫn đầy trời cát tinh ta. Một đời giáo thương khắp mọi nơi do thơ. Quá hay. Quá hay nè, trận này đánh quá hay. Thiên Trang thua sắp mặt lại mày. Vừa rồi Thiên Trang thua một trận bởi ông gạo con, tiếp tục thua mình một trận nữa. Thua 8 rồi. Ôi, quá tuyệt vời. Cơ hội top 2 cho mình hết 90% rồi nè mày. Top 2 cho mình 90% rồi nè. Anh em cùng xem show qua nè. Top 2 cho mình hết 90% rồi. Quá tuyệt vời. Đây. Top 1 thì không nói đến nữa nha anh em. Top 1 không nói đến nữa nha. Thu 3. Còn đây là mình. Mình còn 10 trận nữa thôi. Nói chung trong này là chỉ ngán Thiên Trang với hai lúa. Nhưng mà hai cao thủ này mình đánh được nữa nè. Nên là tầm trong này thì mình cũng không có ngán ai hết. Nên là cũng còn 10 trận cuối cố gắng làm gì làm. 10 trận không thua trận nào đó là chắc chắn luôn top 2 rồi. Còn nếu mà thua khoảng 2 trận thì sẽ top 2 luôn. Nếu thua 2 trận vẫn top 2 nè. Nếu thua 2 trận vẫn top 2. Tại vì hiện tại ông Nobita đã mình có thể giành top của ông này. Ông này là thua 7 trận nè. Với tỷ lệ là 3.500 tỷ lệ thời gian tích lũy. Hiện tại mình mới thua 5 thôi. Nếu mà mình thua 7 đi mà thời gian tích lũy mình thấp hơn thì mình vẫn hơn Nobita nha nè. Nói chung cơ hội top 2 khá là cao. Đó, hiện tại 10 trận cho thua 2 trận đi. 10 trận cho thua 2 trận đi thì vẫn top 2 nha anh em. Đó, hiện tại bên dưới thì không ai lên nữa nè. 10 trận cho thua 2 trận vẫn top 2. Nói chung cố gắng không thua trận nào nữa nha anh em. Đây, hai lúa thì mới thua mình thêm một trận nữa trong trận đầu tiên. Thì hai lúa thua thêm một trận nữa thành 9 rồi. Đó. Hai người mình sợ gặp nhất đó là Thiên Trang với hai lúa nhưng mà mình ăn rồi nè. Ăn tuyệt đối nè mày. Thiên Trang mình gặp 4 trận ăn 4 trận. Hai lúa gặp 4 trận ăn 4 trận nè. Rồi. Còn lại những đèn bên dưới thì cũng gọi là hên xui, lỡ đâu mà không bơm máu được hay là mạng lách thì mới chết thôi nè. Chứ còn bơ ca bình thường thì khó mà chết được hả. Đó. Em xem sơ qua 10 trận thôi. Cố gắng thứ 3 anh em ơi. Đụng mang đọc sắc nội công luôn rồi. Trời ơi. Rồi thắng được hai lúa Thiên Trang này, trận 1 trận 2 quá đẹp rồi. Trận này gặp ai đây? Dừng chân nơi Lâm An trong trận vàng từng hội đình vua. Chung là cao thủ nhất vẫn là Thiên Trang với hai lúa nhưng mà mình ăn được, mình cảm giác mình tự tin, mình cố gắng nè. Cảm giác không có bị tâm lý nhiều.
Còn 10 trận cuối có quán win hết auto top 2. Có thua 2 cũng top 2 nè. Có thua 2 trận thêm nữa cũng top 2. Tại vì tầm này không ai hơn mình nữa rồi. Vô. À đây. Tưởng 2k, ok. Ok. Tiếp tục chờ trận khác nè mày. Đây cho anh em xem lại. Ông Tuấn hay sợ nhất cái nỏ này. Tại vì cái nỏ này ông đam vô người vợ không biết sao ông trước vợ chết lắm lúc đó không có mang phòng thủ nè. Đánh vô người khải hai cái khải chết nè. Thua hai trận là rất là nhanh. Từ lúc mà mình thay sơ đồ khác thì mình cảm giác nó khỏe hơn nè. Ok, dứt trận cuối ngày nè mày. Lại một cái nữa win 4 nữa coi. Trong tầm này là kỷ lục win 4 liên tục nè. Buổi nào win 4 nè, cố gắng vài trận cuối. Này là hết đối thủ rồi. Ai gặp ai đây? Lão đường 42 à, cấp cũng cao ấy. Không biết đâu. Ok. Nhanh gọn nè. Rồi nói chung thì lên top 4, lên top 3 là top 2 là cái chất nè mày. Đây. Vừa rồi lên top 4 rồi. Đó, hai lúa lên top 5. 40. Đẹp thấy chưa? Còn 8 trận nữa thôi. 8 trận nữa ngày mai quýnh khoảng anh khoảng 6 trận nữa chắc chắn top 2 nè. Win 6 trận là chắc chắn top 2 nè. 8 trận của anh tiếng xấu đẹp nha anh em. Ok anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ video này nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đồ cái gì thay đổi. Ok. 1 phút. Đảo cho hết đi. Ô này sẽ mất cái đài này. Ờ ok kịp bảo cho điên nè mày. Trời ơi, vài phát thiên la chết rồi. Vài phát thiên la chưa kịp đánh đầu dù chết rồi nè. Còn 6 trận cuối rồi. Nhì đồ sẽ xíu xíu cầm hút nỗ lực rồi vậy. Gạo con. Ok. Ok. Win rồi anh em ơi. Gạo con. Trận 2 nè. Ok, vô trận 2 anh em ơi. Trận 2.
Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Vài trận nữa thôi kết thúc rồi. Ui trời đất, thắng luôn thì thua rồi. Ờ à, thắng luôn hơn quá. Thắng hai trận nữa thôi top 2 rồi nè. Trận này trận sau là top 2 rồi. Không tính không còn tính thua. Ok sẽ xíu xíu. Ok. Bài cho máy cho mình này. Lắm. Trời ơi, đậu xanh thua chẳng không? Thế vậy. Má xây thớm không chết, bỏ tay luôn. Má thua à, được một bài trăm mấy mà đâu đọc. Xem này. Má đừng đam mình hơn mình vẫn thua. Sẽ có chúng đầu vãi cả liền. Thua luôn này. Không sao, chung là hai trận là thắng gì trong tầm tay này. Má lượng đam này. Ok. Má nhỏ thiệt. Top 3. Thắng một trận ở top 2 nha nè. Còn hai trận cuối. Hai trận cuối thắng một trận ở top 2. Chắc chắn top 2. Ok anh em. Đủ sau khi thua một trận thì nói chung là vẫn có cơ hội top 2 nè. Cho em xem. Đó. Này khả năng top 3 rồi. Thì cần còn hai trận cuối. Hai trận cuối khả thắng một trận nữa thôi. Khả thắng chỉ cần một trận nữa thôi. Khả năng top 2 nha nè. Cho em xem nè. Cho em xem nè. Đường môn đó vũ kiếm bảo à, vũ kiếm bảo bỏ qua không nói nè, vũ kiếm bảo top 1 này rồi tiếp đến là nuôi chuối. Nuôi chuối thì 41 thua 7 đó, khi cần thắng một trận nữa thôi nè, thắng một trận nữa là thắng 41 thua 6 là lên top 2 đó. Cần thắng một trận nữa thôi, trận sau không còn đánh cũng được, cần thắng một trận nữa thôi nè. Hai trận cuối cùng, một là top 2, hai là top 3 đó, chỉ hai đường đó thôi rồi hết rồi. À, Thiên Trang xuống hàng 400 rồi. Thiên Trang đứng hàng 400 rồi. Thiên Trang không lên được nữa rồi. Kết thúc 48 rồi. Nhưng bây giờ chỉ có mình tranh đua top thì có mình Khải thôi. Khải tranh với Novita thôi. Nếu Khải thắng một trận nữa thì Khải sẽ lên top 2. Còn mà Khải thua cả hai, nếu mà Khải thua cả hai thì giữ top 3 thôi nè. Được rồi. Đó. Đồ này thua một trận hàng 300 mấy, buồn quá. Chẳng có chủ quan quá thôi, chấp top 200 rồi. Nhưng phải đợi ngày mai nè, phải đợi ngày mai. Ok. Anh em xem và đừng quên ủng hộ, like, chia sẻ nha. Nói chung thì tầm này thì chỉ cần thắng một trận thì top 2 nha nè. Thắng một trận top 2, còn hai trận cuối thắng một trận top 2. Thắng một thua một cùng top 2. Mà thua cả hai thì top 3 nè. Đó, thua cả hai thì top 3 nha. Nếu mà phải thua cả hai thì top 3. Thiên Trang đến 2195. Nếu mà thua cả hai thì Khải cao lắm rồi, khoảng 21 đó, tại vì thời gian cũng khá là nhiều, còn đến hơn 100 giây lận, hơn 100 giây thì hơn đến 1 phút mấy lận, tại vì đường môn gặp đường môn thì đánh khoảng 30 giây là xong rồi. Ok.
Sa phu đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương ngày xưa nơi đây nguyện làm kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Nói chung thì sau buổi tối ngày hôm qua đánh xong cái liên đấu thì Khải được hạng 2 nha anh em. Nói chung vòng liên đấu này là vòng hạng 2 nha anh em ơi. Đó, ở phía dưới cái bàn chân nó sẽ có hình con gấu và nó nhảy đốm vàng xung quanh như mấy con đom đóm anh em. Đó. Thì Khải vừa nhận thưởng rồi anh em ơi, được hai cái máy điểm liên đấu với lại top 2 liên đấu thì được cái hình bên dưới với lại top 2 liền đó thì được kháng tất cả 3% nha anh em. Đó, tổng lực thì nó sẽ kháng tất cả 3% trên cái lượng kháng của người Khải. Đây, Khải cho anh em xem lại cái top liền đó vừa rồi. Đây anh em, ở môn phái đường môn. Ở môn phái đường môn thì đây. Nên nói mình đại. Đây. Đường môn anh em, đây, Vũ Kim Bảo. Vũ Kim Bảo thì như Khải đã nói từ đầu lúc đánh thì ông này chắc chắn 100% là tại vì ông chỉ có thua 3 thôi anh em. 45 thua 3, tỷ lệ 93%. Đang top 1 đó. Top 1 nha anh em, Khải top 2. Anh em xem đây. Đường môn top 2 server. Đó. 42 thua 6 anh em. Nói chung thì cố gắng hết sức rồi anh em ơi. Thua vài trận đầu thì hơi tiếc thôi nhưng mà không sao, vẫn giữ được cái thành tích top 2 do mình đưa ra. Mình lúc mình đánh thì mình đã được cập vào cái top 2, top 3 rất là cao rồi anh em. Chung là cũng đạt được cái tiêu chí rồi anh em, cũng đạt được tiêu chí của mình rồi. Nói chung là lâu lắm rồi Khải mới có dịp đánh lại liên đấu anh em ơi. Nói chung anh em hồi từ Khải đánh liên đấu là từ năm độc anh em à. Năm độc anh em có thể xem trên kênh của Khải á. Khải đánh liên đấu năm độc cùng lôn đao này nọ các kiểu thì cũng có giải có đồ các kiểu. Nhưng mà từ khi chơi những cái cầm server này thì Khải đa số đánh tống kim nhiều thôi. Nên là Khải ít tham gia liên đấu lắm. Thì đây cũng là một cái dịp tham gia liên đấu. Nên là cũng mong anh em like và chia sẻ hẳn những cái bát trên kênh của Khải và mỗi cái video trên bát thì Khải sẽ đánh khoảng từ 8 đến 10 trận anh em. Khải sẽ tóm tắt nhanh 8 đến 10 trận này cho anh em xem. Tại vì một trận liên đấu thì nó dao động khoảng tầm 15 ngày nữa mới xong anh em. Nên là Khải có ngày đánh 4 trận, có ngày đánh 8 trận, có ngày Khải đánh 2 trận đó. Rồi Khải góp lại video cho anh em xem á. Chung là một thời gian khá là rộng rã. Thì nói chung thì anh em xem video đừng quên luôn luôn ủng hộ Khải, trên tinh thần thì ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Không cần gì nhiều anh em ơi. Like chia sẻ nhiệt tình ủng hộ Khải là ok nè. Anh em nào mà xem chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi đợi theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải vào lúc 17 giờ tối 17 giờ 19 giờ nhé. 19 giờ 20 hàng tuần hàng ngày nha anh em, hàng ngày nha anh em ơi. Ngày nào tầm 7 giờ tối là Khải bắt đầu lên live rồi mày. Sau khi ăn cơm ăn uống xong Khải lên live nè. Đây đây Nobita. Ông này từ hàng 2 đẩy xuống hàng 3 nè anh em. Đó. Tiếp tục cho anh em xem. Hiện tại đó, như Khải dự đoán thì Thiên Trang thì xuống top 4. Đó, 40 thủ 8. Và Hải Lúa thì xuống top 5 nha anh em. Hải Lúa top 5 thì không được gì hết anh em ơi. Top 5 thì không được gì. Đấy, nhầm. Đây. Top 5 thì không được gì. Hải Lúa những phút cuối không cần đánh nữa tại vì có đánh thì cũng top 5 mà thôi. Là còn 5 trận không đi luôn. Đó, hôm nay là ngày 29 rồi anh em. Khải mới nhận dòng thầy luôn. Mới gì đến nhà nhận dòng thầy luôn anh em. Rồi. À, top 6. 6 là Red Wen 28-20. Rồi tiếp tục. Top 7 đó là Tuấn 2K. Tuấn 2K còn 2 trận cuối, không đánh luôn. Rồi tiếp đến đó là Xấy xỉu. Xấy xỉu kết thúc 27-21. Top 8. Rồi top 9 nữa này.
Tập 9 đó là Bảo Chó Điên, Hay Sớm Hôm 2. Tập 10 đó là 25-23, 20-19 Nguyên. Đó. Trong thì mùa này thì lâu lắm rồi mới đánh liên đường môn, liên đấu lại nè. Nói chung thì anh em cảm thấy video hay thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ nha mày. Cũng có nhiều trận gặp sơ suất một tí, cái gì anh em xem video thông cảm bỏ qua nha. Nói chung thì gọi là chơi tham gia cho vui thôi, đánh được đánh được thôi nè, không chả sao cả. Mà trên tinh thần mình cố gắng thì cũng được top 2 rồi. Nói chung thì mong anh em ủng hộ nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi những video liên đấu này, và đừng quên một like chia sẻ ủng hộ nhiệt tình nha mày. Và những mùa liên đấu sau nếu có cơ hội thì Khải sẽ tiếp tục tham gia đánh liên đấu cho anh em xem cho vui. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye mọi người. Chúc mọi người đầu tháng một năm một chuẩn bị tháng mới, một tháng mới vui vẻ hơn nha anh em ơi. Ok.